sông Hồng em có biết quê hương anh cũng có dòng sông anh mãi gọi với lòng tha thiết vàm có đông ơi vàm có đông sông càng xanh trong ơi vàng có đông ơi hỡi dòng sông có anh du kinh dùng cảm kia đường cường lần anh trăng mở băng lửa đàn qua sông giết tan tàu giặc giữ tan tàu giặc giữ gìn quê hương vàng có đông đầy vàng có đông đầy ta quên giữ từng chiến xuồng tấm lưới cây rồng từng con người làm nên lịch sử ba dòng sông trong mắt quay ngang sông càng xanh trong vàng có đông đầy vàng có đông đầy ta quyến giữ từng chiếc xuồng tấm lưới cây rầm từng con người làm nên lịch sử và dòng sông trong mắt quay ngầm vàng có đông vàng có đông đầy ta quyến giữ từng mái nhà nếp dưới răng dừa từng thớ ruộng người đen màu mỡ từng ngôi tình hoa hè sớm trưa Hãy subscribe.
trong mình bao bao năm truyền thống vinh quang anh bộ đội cụ Hồ trăm trận đánh là trăm trận thắng bao chiến công oai hùng dạng dỡ non sông hay trên quê hương ta vào trận chiến đấu mới không có bóng rơi đạn đổ bên tai cùng với cho con xây đắp tương lai đội ngũ chúng ta hát tiếp khúc quân hàn cựu chiến binh mang trong mình bao máu non còn mãi trong tim ta nguyện vẹn lời thề chung một ý làm theo lời bác xây đắp quê hương mình rạng rỡ hơn xưa nay trên quê ta ta mừng mừng sức sống mãi ta tiếp thêm cho ngọn lửa yêu thương truyền đến cho con khi thánh chào đội ngũ chúng ta hát tiếp khúc quân hài đội ngũ chúng ta hát tiếp khúc quân hài đội ngũ chúng ta hát tiếp khúc quân hài. Thank you.
cái điều chỉnh quy chế này được áp dụng cho đại hội đại biểu hội phụ nữ quốc hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022, quy định về số lượng nhiệm vụ các cơ quan điều hành, cơ quan chức nghiệp về đại biểu và hoạt động của đoàn đại biểu, việc bầu cử và chế độ thông tin trong đại hội. Điều 2, nguyên tắc làm việc đại hội đại biểu hội phụ nữ quốc hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022, điều hành các công việc của đại hội theo chương trình quy chế làm việc của đại hội được đại hội biểu quyết thông qua, phân công các thành viên điều hành các phiên họp của đại hội ký các văn bản theo quy chế làm việc hướng dẫn đại hội thảo luận việc đại hội cấp trên, chỉ đạo hoạt động của đoàn đại biểu và các cơ quan giúp việc của đại hội. Điều 4, đoàn thư ký. Đoàn thư ký đại hội bao gồm những đại biểu chính thức dự đại hội, số lượng ủy viên đoàn thư ký giám định là 2 đồng chí. Ban chấp hành khóa 5 giới thiệu nhân sự đoàn thư ký để đại hội biểu quyết. Trưởng đoàn thư ký phân công nhiệm vụ cho thành viên và chịu trách nhiệm trước đoàn chủ tịch về hoàn thành nhiệm vụ của đoàn thư ký. Nhiệm vụ của đoàn thư ký ghi biên bản tổng hợp thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận của đoàn chủ tịch và nghị quyết của đại. Nhiệm vụ của ban chấp hành các đại biểu xem xét việc chấp hành nguyên tắc thủ tục thành hành và kết quả bầu cử đại biểu ở đại hội. Các hội xuất hội được bầu, những vấn đề có liên quan đến các đại biểu xem xét kết luận đơn thư khiếu nại tố cáo về tư cách đại biểu do ban chấp hành tổ chức hội các cấp giải quyết, báo cáo với đoàn chủ tịch trình đại hội xem xét định giới thiệu nhân sự ban kiểm phiếu tại đại hội biểu quyết. Nhiệm vụ của ban kiểm phiếu hướng dẫn các cấp tổ chức công bố kết quả bầu cử, kết quả trúng cử và ký vào biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu, chỉ cho đoàn chủ tịch để đoàn chủ tịch bàn giao cho ban chấp hành khóa mới lưu cử theo đúng quy định. Ngoài ban kiểm phiếu không ai được đến đây làm việc của ban kiểm phiếu. Chương 3, đại biểu đoàn đại biểu. Điều 7, đại biểu dự đại hội. Đại biểu dự đại hội gồm các đồng chí ủy viên ban chấp hành khóa 5 sẽ cho đại biểu chính thức của tổ chức hội đó. Việc thay thế đại biểu dự quyết bằng đại biểu chính thức mà đại biểu dự quyết do thường vụ hội đồng chí minh viện được ban thẩm tra tư cách đại biểu xem xét và báo cáo để đại hội thống nhận. Đại biểu tham dự đại hội phải được ban thẩm tra tư cách đại biểu thẩm tra và báo cáo đại hội xem xét công nhận. Đại biểu nào bị kiện trực tiếp gặp hoặc gửi văn bản với ban thẩm tra tư cách đại biểu thì trả lời các vấn đề phát hiện chất vấn về tư cách đại biểu được thực hiện với từng cá nhân đại biểu nêu vấn đề. Trường hợp cần trả lời cho nhiều đại biểu chung chung trong đại hội hoặc cho đoàn chủ tịch quyết định việc phát biểu thì biểu quyết tư cách đại biểu phải chủ mình đại biểu trình bày cấp trên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu cứng. Cầu các cơ quan điều hành giúp việc đại hội thông qua nghị quyết các văn bản biểu quyết quyết định của đại hội được thực hiện bằng hình thức biểu quyết bằng thẻ hội viên. Điều 11, phiếu bầu cử. Phiếu bầu cử in tên những người danh sách bầu cử theo thứ tự A, B, C đóng dấu của ban chấp hành hội Hồ Chí Minh huyện ở góc ở phía trên này một cái. 10, bầu cử bầu một quá một nửa so với tổng số đại biểu chính thức được triệu tập có mặt của bầu cử. Trường hợp số người làm số phiếu quá một nửa nhiều hơn số lượng đại bầu thì trường hợp cuối danh sách bầu cử có nhiều người làm số phiếu quá bán ngang nhau và nhiều hơn số lượng đại bầu thì đoàn chủ tịch làm danh sách những người có số phiếu quá bán ngang nhau để đại bầu bầu lại. Người trúng cử là người có số phiếu cao hơn không cần quá một nửa. Trường hợp bầu đại biểu chính thức đã đủ mà số lượng vẫn còn một số đại biểu có số phiếu được bầu tín nhiệm hơn một nửa so với lúc đó có mặt một lúc bầu cử thì đại hội thì đại biểu dự quyết được lấy trong số các đại biểu đó kết quả được lấy từ cao xuống thấp nếu còn thiếu tại đại biểu dự quyết được đại cử và phải được sự đồng ý của người này. Đại biểu của đại hội có quyền đề cử đại biểu của đại hội bầu làm đại biểu dự đại hội cấp trên. Quyền bầu cử đại biểu chính thức của đại hội có quyền bầu cử ban chấp hành hội phụ nữ quốc hội khóa 6 và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên bầu cơ quan giúp việc điều hành của đại hội. Điều 14, danh sách bầu cử. Danh sách bầu cử gồm những người ứng cử, những người được đề cử và cấp trên. Người có tên trong danh sách bầu cử xin rút trước khi đại hội biểu quyết thông qua do đoàn chủ tịch xem xét quyết định và báo cáo với đại hội. Danh sách bầu cử được viết theo thứ tự tên người theo bảng ABC. Cả họ thì xếp ra tên điện, nếu cả ba dữ kiện này cùng nhau
thì người có tuổi thọ cao hơn sẽ được xếp trên. Các anh các đồng tử, chính một hầu ban chấp hành. Còn chủ tịch báo cáo với đại hội về phương hướng xây dựng ban chấp hành, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu ủy viên ban chấp hành khóa mới. Đại hội thảo luận biểu quyết số lượng ủy viên ban chấp hành. Còn chủ tịch đề cử danh sách nhân sự ban chấp hành do ban chấp hành khóa trước chuẩn bị. Còn chủ tịch hướng dẫn đại hội tiến hành ứng cử đề cử. Còn chủ tịch bầu vào đại biểu tiêu chuẩn tại bàn cấp trên. Còn chủ tịch báo cáo với đại hội về tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng đại biểu do ban chấp hành hội cấp trên cán bộ dự kiến số lượng đại biểu do ban chấp hành chuẩn bị. Còn chủ tịch hướng dẫn đại hội tiến hành ứng cử đề cử. Còn chủ tịch tổng hợp danh sách các chức vụ các đại biểu đại hội tiến hành bầu cử đại biểu chính thức phát kiểm phiếu kiểm số phiếu phát ra thu về báo cáo với đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử. Chương 5, chế độ thông tin phát biểu trong đại hội. Điều 17, chế độ thông tin. Còn chủ tịch quyết định việc thông tin về đại hội và những tài liệu tác phẩm được sử dụng trong đại hội và công bố ra ngoài đại hội. Đại biểu phải thực hiện đúng quy chế về quản lý sử dụng tài liệu, không sao chép. Về phát ngôn kết về kết quả đại hội phải theo sự chỉ đạo của đoàn chủ tịch. Điều 18, phát biểu trong đại hội. Tất cả các đại biểu dự đại hội đều chuẩn bị ý kiến phát biểu theo những nội dung chương 6 điều khoản thi hành liên quan đến trách nhiệm thi hành. Quy chế này được đại hội đại biểu hội đồng chí quân nguyễn đức huệ lần thứ 6 nhiệm kỳ 2007-2022 thông qua. Các cơ quan điều hành giúp việc và đại biểu dự đại hội phải thành nghiêm quy chế này. Đại biểu nào vi phạm tùy mức tính chất mức độ mà xử lý kỷ luật và xem xét với các đại biểu. Điều 20 hiệu lực thi hành tạm cho đến khi kết thúc đại hội. Tôi vừa thông qua quy chế làm việc của đại hội, xin mời đại hội giải quyết các điều kiện dự đại hội. Nếu mà có đại biểu được lấy ý kiến, ta tiến hành giải quyết. Đại biểu nào thống nhất với tiến theo chương trình, để lãnh đạo điều hành chương trình của đại hội tiến hành bầu đoàn chủ tịch. Một từ quy quyền của ban tổ chức đại hội, xin báo cáo dự kiến danh sách đoàn chủ tịch đại hội. Gồm có 5 đồng chí, một đồng chí Lê Văn Hiển, 2 đồng chí Vũ Thanh Huyền, 3 đồng chí Võ Ngọc Lễ, 4 đồng chí Phạm Ngọc Trung, 5 đồng chí Nguyễn Văn Trúc. Xin được đại hội và xin ý kiến của đại biểu đại hội về danh sách đoàn chủ tịch. Nếu đại biểu không có ý kiến thì chúng ta sẽ hành quyết. Đại biểu nào không nhất? Xin cảm ơn các đại biểu. Đại biểu là có ý kiến khác. Không có đại biểu nào có ý kiến khác này. Cho đại hội thống nhất 100%. Đại biểu dự đại hội, chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu của đại hội. Ví dụ để các tổ chức cuộc họp hôm nay ngày 20 tháng 6 năm 2017, hội chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiến hành đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành các gồm 1 đồng chí Nguyễn Thanh Hai, trưởng ban; 2 đồng chí Nguyễn Thế Bà, ủy viên. Ban chấp hành các đại biểu báo cáo vào tư cách đại biểu dự đại hội như sau. Một, về chất lượng đại biểu. Một rõ về cơ cấu. 24, tổng số đại biểu có mặt là 124 đồng chí. Đại biểu nhóm mặt là 0. Đại biểu ủy nhiệm là 15 đồng chí. Có mặt là 100%. Đại biểu chỉ định 4 đồng chí có mặt là 100%. Đại biểu được bầu tại đại hội cơ sở là 105 đồng chí có mặt 100%. Đại biểu là 29,8%. Đại biểu nhập ngũ năm 1975 là 52 đồng chí bằng 42%. Đại biểu là đảng viên 53 đồng chí bằng là 42,7%. Sáu về chức vụ đã đảm nhiệm công rồi. Đại biểu nguyên là lương là 29 đồng chí bằng 23,4%. Đại biểu nguyên là hạ sĩ quan chiến sĩ và cơ đơn là 90 đồng chí bằng chức vụ 73%. Trong hầu là 93 đồng chí. Đại biểu là hậu chức của chiến binh là 4 đồng chí bằng 3,2%. Hai lớn thì chức lực. Qua sơ kết tư cách 124 đồng chí đại biểu thì dự đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2022 2022
động viên thiếu nhi trong toàn huyện, chúng cháu xin gửi đến đại hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các bác, các cô chú lãnh đạo cùng toàn thể đại hội, thời gian qua tuổi nhỏ chúng cháu đã được sự chăm lo, dìu dắt, động viên, giúp đỡ từ phía các cấp, các ngành, các tổ chức, nhà trường, gia đình. Chúng cháu được gần gũi bởi tình cảm yêu thương, mong rằng các bác, các cô chú sẽ tạo cho chúng cháu có nhiều niềm vui hơn nữa để chúng cháu không ngừng nỗ lực học tập và phấn đấu để trở thành con ngoan, trò giỏi, là những người có ích cho đất nước. Chúng cháu rất mong các bác, các cô chú sẽ quan tâm, giúp đỡ cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn để các bạn ấy cũng có thể đến trường vui chơi, học tập như chúng cháu. Các bác, các cô chú sẽ là mẹ, thầy cô đã quan tâm, chăm sóc cho chúng cháu. Cuối cùng, chúng cháu kính chúc quý vị đại biểu luôn được dồi dào sức khỏe và dành nhiều tình thương cho chúng cháu hơn nữa. Chúng cháu kính dâng lên đại hội những bó hoa tươi thắm nhất và những nụ cười hồng của tuổi thơ chúng cháu. Kính chúc cho đại hội được thành công tốt đẹp. Chúng cháu xin trân trọng kính chào. Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022 rất vui mừng đón nhận những lời chúc mừng của các cháu và những thành tích học tập mà các cháu đã đạt được trong thời gian qua. Tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, vì lợi ích trăm năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, sự nghiệp trồng người và chăm lo giáo dục thế hệ trẻ luôn được sự quan tâm của Đảng và toàn xã hội. Trong những năm qua, công tác thiếu nhi tiền phong Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi Nguyễn Nhà không ngừng phát triển và đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Đội đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như phong trào uống nước nhớ nguồn là đến đất nghĩa, nói lời hay làm việc tốt trong hoạt động đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, như lời Bác Hồ: non sông nước Việt ta có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu hay không, chính là nhờ một thành giàu trong học tập của các cháu. Một lần nữa, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, chúc các cháu khỏe, chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đủ duyên chức trách cháu ngoan Bác Hồ. Qua các cháu, xin gửi lời chúc đến các cháu thiếu nhi Nguyễn Nhà luôn vui, khỏe, chăm ngoan và thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy trong năm học mới 2016-2017, chúc các cháu đạt nhiều thành tích. Cảm ơn các cháu. Thay mặt đoàn chủ tịch, các chú các bác có phần quà tặng các cháu. Xin mời đồng chí Lê Văn Biển thay mặt đoàn chủ tịch. Đại hội xin chân thành cảm ơn và
đại biểu. Cơ quan chức năng thực hiện các hội viên và nhân dân được đảng, chính
quyền và hậu cấp trên đánh giá cao. Hai là về yếu điểm, cao nhiệm. Kỳ qua tập thể ban chấp hành đã có nhiều cố gắng trong tổ chức lãnh đạo thực hiện phong trào hậu, đạt nhiều kết quả. Hàng năm hậu Quận Chí Minh huyện đều được hội Quận Chí Minh tỉnh công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên trong thực hiện nghị quyết đào năm vẫn còn một số yếu điểm cần phải khắc phục như sau. Đại hội luôn phấn đấu hoàn thành tốt những các nhiệm vụ, tuy nhiên vẫn còn một số thành viên trình độ năng lực còn hạn chế, chưa làm tốt hơn với cấp ủy đảng và tranh thủ sự lãnh đạo của đảng, giúp đỡ của chính quyền, hỗ trợ cho các đoàn thể ở địa phương, chưa thường xuyên bám sát cơ sở. Hội thiếu quyết tâm trong việc tự học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn để có đủ năng lực kinh nghiệm để lãnh đạo điều hành hoạt động hậu trong thời gian tới. Ban chấp hành hậu của chúng tôi huyện có năm nhiệm kỳ 2012-2017 từng thành viên ban chấp hành phải nắm vững chỉ thị nghị quyết các văn bản của chỉ thị của đảng nhà nước cũng như hậu cấp trên bám sát nghị quyết của đại hội đồng của chúng tôi đề ra. Đại hội bằng các chương trình kế hoạch, các giải pháp và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội sáu bằng các chương trình kế hoạch hết sức phấn khởi, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế yếu kém tồn tại như đã nêu. Ban chấp hành hậu ban chấp hành ban thường vụ được đề hậu của chúng tôi phát huy các những bài học kinh nghiệm, phát huy tiềm năng tư duy sáng tạo để tập thể và từng thành viên trong ban chấp hành lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành những trách nhiệm người trong những nhiệm đại hội. Chúng tôi kính chúc đại, kính chúc quý điều chúc đại hội kính thưa đồng chí anh chàng kính thưa ta năm 2016 hội tụ tiếp viên tỉnh Long An tại Điện Biên nội dung báo cáo bổ sung sửa đổi điều lệ hội tụ tiếp viên Việt Nam và được sở báo cáo chính trị của đại hội một để bổ sung sửa đổi điều lệ hội tiếp viên Việt Nam. Tổng số 1073 hội viên trong 11 hội cơ sở có một hội đạt 86,5% cụ thể như sau. Về cái nội dung sửa đổi, biết sau khi đoàn đại biểu có sự phục viên xuất ngũ hiện ngành được địa phương cơ quan đơn vị kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì có 1473 như vậy là 100%. Hai là mở rộng phạm vi nội dung đối tượng và hạ sĩ quan chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự về định cư tại các tỉnh miền núi được xem xét kết nạp vào hội thì cũng đạt 100%, là 1473 ý kiến. Ba ký nguyên điều đại hội bổ sung thêm các đối tượng kết nạp vào hội như hai ý kiến trên là 1671 trên 72,7%. Không, không một tí giới thiệu sinh hoạt đảng hoặc bỏ sinh hoạt đảng là 1427,96,9%. Hai về tiêu chuẩn hội viên là bổ sung nội dung về tiêu chuẩn hội viên như dự thảo giữ như điều lệ hội của chứng minh là 17,75,3%. Về thủ tục kết nạp hội viên đấy là bổ sung một điều trong điều lệ về thủ tục kết nạp hội viên nội dung như dự thảo là 1473 đạt 100%. Bốn về độ tuổi của hội viên bổ sung một điều trong điều lệ hội về tuổi của hội viên phát và quản lý kẻ hội viên chuyển sinh hoạt cho hội viên sinh ra khỏi hội theo nội dung như dự thảo là 1384 là đạt 94%. Năm về nguyên tắc tổ chức hội chín là bổ sung thêm một điều trong điều lệ về nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ nội dung như dự thảo là có 1403 là đạt 100%. Sáu về hệ thống tổ chức hội
nghề chi hội thì vai trò tác chiến của hội viên trong công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương chúng tôi như sau. Hội viên nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ quyết định quan trọng là tiếp tục xây dựng và phát huy bản chất truyền thống của đội phù hợp tích cực tham gia xây dựng bảo vệ tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng bảo vệ đảng, bảo vệ chủ quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia nhiệm vụ tổng thể để góp phần an ninh. Mục tiêu tất cả các tổ chức đầu là cơ sở điều thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ trên. Kinh Châu đặc thù là một địa phương biên giới nên ngoài các nhiệm vụ được nêu, hội cựu chiến binh xã phía Tây an ninh trật tự sớm mất biên giới. 5 năm qua được sự trực tiếp lãnh đạo của đảng ủy, sự hỗ trợ tận tình của ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã, hội cựu chiến binh xã phía Tây luôn được củng cố và phát triển. Cụ thể là ban chấp hành có 9 đồng chí được đại hội cựu chiến binh xã bầu chọn từ những tuyệt quệ giáp hết xã Phú Tây, xã Thảo Tam Văn, Tam Chiên, xã có một cửa khẩu quốc gia Kho Mo, Bến Thủy và Mặt Cốt, xã Phú Tây. Đây là cơ hội địa phương nhanh chóng phát triển kinh tế văn hóa và địa phương, đồng thời nó cũng là thách thức những vấn đề an ninh trật tự mở đề án có thể sử dụng của các loại tội phạm đem loại cảnh tiếp cận sang casino trong chiên là bạc đá gà ma túy tình hình buôn lậu tiêu thụ xe gian trộm cắp tài sản những phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi phức tạp. Tệ nạn xã hội có dấu hiệu manh nha xuất hiện tại địa phương như là nạn mại dâm, hiếp dâm mà từ xưa đến nay chưa từng có ở địa phương. Gia đình hội viên đạt cái hiệu quả được 90%.
trăm trở lên, đặc biệt 100% hội viên gia đình, hội viên không có người nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội, không có hội viên tham gia giúp việc của người tái pháp luật. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, từ những cây ngân hàng chính sách xã hội và xã hội, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư vào sản xuất chăn nuôi, tỷ lệ hội viên thoát giàu tăng lên, trong xã hiện không còn hội viên là hộ nghèo. Khi mới làm việc, chủ yếu chúng tôi hỗ trợ chức năng Việt Nam của Bộ Công an tỉnh Long An sẽ có lại các sự chỉ đạo tại phòng nợ. Hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục
bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng. Nguyễn Đức Huệ khóa 6 nhiệm kỳ 2017-2022 căn cứ vào kế hoạch số 1579 ngày 24 tháng 5 2016 của Ban Thường vụ Quân ủy Công an, kế hoạch công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội binh các cấp trong tỉnh lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022 thực hiện công văn số 235 ngày 23 tháng 5 2016 của Ban Thường vụ Quân ủy và nhiều lãnh đạo đại hội cựu chiến binh các cấp trong nhiệm kỳ 2017-2022 Ban chấp hành Đảng bộ chiến binh Nguyễn Đức Huệ khóa 5 xây dựng đề án nhân sự ban chấp hành. Có đồng chí nào ký gì khác? Không có, bây giờ mình sẽ ký 100%. Thì chúng ta mình ký đề án là cái xây dựng nhân sự ban chấp hành khóa 6 mình làm 100%. Thì để đảm bảo cái nhiệm vụ thì xin mời đại biểu đại hội của mình là như thế nào? Thay mặt chủ tịch cũng như ban chấp hành là khóa năm xin giới thiệu dự kiến cái chương trình để các chị biết. Cái ban chấp hành khóa năm là dự kiến cái dân sự là cái để bầu vào ban chấp hành khóa sáu là gồm 15 đồng chí, một đồng chí tham thành phần thân chương diện kiến tâm, hai đồng chí Lê Văn Trài chương diện kiến tánh, ba đồng chí Nguyễn Văn Trúng chương diện kiến tây, bốn đồng chí Trương Đình Dân chương diện kiến bắc, năm đồng chí Bùi Văn Điền chương diện Mỹ Bình, sáu đồng chí Nguyễn Văn Hai chương diện Bình Thành, bảy đồng chí Nguyễn Thế Hòa chương diện Điện Cánh, tám đồng chí Nguyễn Thành Hưng cái khối cơ quan, chín đồng chí Trần Quốc Khánh chương diện Điện Cánh, mười đồng chí Võ Văn Lễ cái vị trí cánh nhưng mà giờ đang là ở cái cơ quan hình sự, 11 đồng chí Hà Phương Nam cái vị trí đông, 12 đồng chí Nguyễn Thị Đồng Nhân cái vị quận Quận Nam, 13 đồng chí Bộ Văn Phụng cái vị trí tây, 14 đồng chí Đồng chí Phú Rèn cái vị trí Hòa Hưng, 15 đồng chí Mai Anh Thắng cái vị trí bắc, thì tổng số là 15 đồng chí. Trong này có ơn đó họ và tên của người nam tiến thủ viên tên thứ này còn có hai ô đồng ý và có đồng ý nếu đại biểu nào nhất trí tín nhiệm đại biểu thì chúng ta được quyền kéo vào một ô đồng ý hoặc không đồng ý, chúng ta không được kéo lần hai ô, nếu kéo lần hai ô thì quay chúng đó là phải đồng đại. Đó là cái phiếu màu hồng là phiếu màu ban chấp hành. Phiếu màu thứ hai hai ô đồng ý ở đây chúng ta không cần phải tư công không được chuyển thêm các bầu cử trước khi ban bầu cử phát phiếu màu xanh chúng ta tiến hành bầu ban bầu cử xin mời và chủ tịch bầu trước và chủ ký. Và tiếp theo đó là dạy cho bên tay trái của tôi cái này là thành phố chúng ta tiến hành cái bầu cử vòng ra cửa bên kia về thôi thì đóng lên mà cũng làm quay được thôi vâng. Rồi.
tiếp theo xin mời hàng ghế giữa chúng ta lên bàn bầu phiếu. Còn đại biểu nào chưa bỏ phiếu mà kết quả đấu bầu tôi từng đồng chí như sau: một, đồng chí Phan Hồng Tân được 117 phiếu đạt tỷ lệ 94.35%; hai, đồng chí Lê Văn Cài 105 phiếu đạt tỷ lệ 84.67%; ba, đồng chí Nguyễn Văn Trung 122 phiếu đạt tỷ lệ 98.38%; bốn, đồng chí Dương Thành Danh 102 phiếu đạt tỷ lệ 98.38%; năm, đồng chí Nguyễn Văn Điền 121 phiếu đạt tỷ lệ 97.58%; sáu, đồng chí Nguyễn Văn Hai 120 phiếu đạt tỷ lệ 96.77%; bảy, đồng chí Nguyễn Khai Hòa 117 phiếu đạt tỷ lệ 94.35%; tám, đồng chí Nguyễn Hải Thân 116 phiếu đạt tỷ lệ 93.54%; chín, đồng chí Trần Quốc Thắng 107 phiếu đạt tỷ lệ 86.29%; mười, đồng chí Võ Phạm Lễ 123 phiếu đạt tỷ lệ 99.19%; 11, đồng chí Hà Quốc Nam 152 phiếu đạt tỷ lệ 98.38%; 12, đồng chí Nguyễn Diệp Cẩm Ngân 118 phiếu đạt tỷ lệ 95.16%; 13, đồng chí Bùi Văn Mục 102 phiếu đạt tỷ lệ 98.38%; 14, đồng chí Lữ Văn Đẹp 121 phiếu đạt tỷ lệ 97.58%; 15, đồng chí Mai Văn Thắng 123 phiếu đạt tỷ lệ 99.19%. Kết quả đạt tỷ lệ 99%. Hai, đồng chí Võ Hồng Lễ 123 phiếu đạt tỷ lệ 99.19%. Ba, đồng chí Nguyễn Văn Trung 102 phiếu đạt tỷ lệ 98.38%. Bốn, đồng chí Dương Thành Danh 102 phiếu đạt tỷ lệ 98.38%. Năm, đồng chí Hà Phương Nam 102 phiếu đạt tỷ lệ 98.38%. Sáu, đồng chí Bùi Văn Mục 102 phiếu đạt tỷ lệ 98.38%. Bảy, đồng chí Bùi Văn Hiền 121 phiếu đạt tỷ lệ 97.58%. Tám, đồng chí Nguyễn Văn Hiền 121 13, đồng chí Bùi Văn Mục 121 phiếu đạt tỷ lệ 97.58%. 14, đồng chí Nguyễn Văn Đẹp 121 phiếu đạt tỷ lệ 97.58%. 15, đồng chí Mai Văn Sáu 117 phiếu đạt tỷ lệ 94.35%. Hạ Công An 102 phiếu đạt tỷ lệ 98.38%. 4, đồng chí Mai Văn Hải 102 phiếu đạt tỷ lệ 98.38%. 5, đồng chí Nguyễn Văn Trung 121 phiếu đạt tỷ lệ 97.58%. 6, đồng chí Nguyễn Văn Hai 121 phiếu đạt tỷ lệ 98.58%.
2 những người diện trở lên 119 phiếu thì đạt 45.96%. 13 những ban thành an 118 phiếu thì đạt 45.96%. 14 những vụ tuyên truyền 117 phiếu thì đạt 4.35%. 15 những nước Thái Hòa 117 phiếu đạt tỷ lệ 4.35%. 16 những Mai Văn Sáu 117 phiếu đạt tỷ lệ 4.35%. Và 17 như vậy thay mặt ban bầu cử vừa công bố kết quả bầu cử hội đồng lần thứ nhất này. Văn Thành thì nói chung cũng đồng bộ là chúng ta đạt kết quả rồi, để cả các đại biểu chúng ta cũng dòng chúng ta đạt kết quả rồi, để tiến lên trình thì xin mời các đồng chí Văn Chánh Thành mở được vừa hôm qua về chỗ cái hậu cơ của quỹ chúng ta họp và chấp hành những họp mục tiêu đáng lý thì ra này có hậu cơ nhưng mà do phòng nó lưu rồi điều lệnh họp xin kính mời ký cháu chủ tịch tỉnh hội ký tâm tánh là ký thư quỹ rồi ký bớt ký linh ký tưởng ban dành những tổ chức dự thảo
trình đại đại hội đại biểu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra ban chấp hành khóa 6 nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 15 đồng chí, bầu ra ban thường vụ thứ 5 2012-2017 hội cựu chiến binh trong huyện được luôn điều chỉnh và phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đảng chính quyền các chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng an ninh, tích cực thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước. Tôi xin trân trọng tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo tỉnh hội và đồng chí bí thư huyện ủy trong đại hội. Những nội dung chỉ đạo trong đại hội là những dặn dò quý báu để hội cựu chiến binh huyện tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hội cựu chiến binh trong tỉnh hội, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể đại diện cấp ủy và các xã thị trấn, quý khách mời tham dự đông đủ góp phần cho đại hội thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn các đơn vị cá nhân đến tham dự đại hội đã hỗ trợ về vật chất tinh thần, các phóng viên báo đài đã đến dự đưa tin kịp thời góp phần thành công của đại hội. Đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố với bàn hội nghị. Xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, các đồng chí khách mời đại diện các ngành đoàn thể và đại biểu dự đại hội sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu đứng lên, quý vị lãnh đạo chào cờ. Check, yo, check.